لينكابو ما أسانا أون كفايدة إذا أنت هاي بخير هذا عسين هاي cao lắm đứng đít đường cao đi nằm để thổ ra tôi nay mấy tuổi rồi ba à nhỏ hả chị chịu đau không được hết nhỏ nên là sợ mẹ cao ấy từ từ nó về chị em nấu rồi ráng nghe xí nữa thôi thế em hơi đuối rồi đó hơi đuối rồi ráng xí nghe em nghe chỗ đấy gì hồi đưa nhẹ cho ông muốn hắn cũng lì nữa tay bên đây à có xí thì mình cũng nhìn nó cũng nhát nhát luôn bình dương nó ngoài nó đủ máu như thế luôn cô nên cho phải cho nghĩ gì phải cho nghĩ nghĩ cái gì mẹ mười mấy tuổi bằng băng với mày bằng băng bí đỏ rồi mười mấy tuổi đúng không mười ba bí đỏ là mười tuổi mười một à băng băng bí đỏ bằng nhau à là lớn qua tay hai tuổi chứ mày một tát đủ màu thì thương mua chợ cầu hả mà mua chỗ shop sao kì đó sốt bán đồ đường Nguyễn Hòa hả sốt bán mấy cái đồ tóc giả đồ ấy tầm đồ rất kỹ luôn đồ phụ kiện
Chị, em nói ổng là chiều ngon hả chị? Ừ. Chiều tối hay là chiều? Chiều khoảng 5, 6 giờ, 5 giờ, 5 rưỡi. Qua sớm luôn à? Dạ, theo sao chở qua luôn. Chở bé qua luôn à? Dạ. Ừ. Ở 5 rưỡi thì được. 5 rưỡi, 6 giờ vậy đó là đi về luôn. Xong rồi đón, chứ còn bữa trước mình đi trễ quá kìa. Ừ. Thành ra về muộn. Về trễ 7 rưỡi, hôm trước là 7, 8 giờ. Không, với lại là bữa nay có xíu á. Chị coi luôn thử cái mặt thử, em thấy cái mặt mấy cái mụn mà mụn rỗ gì kìa. À thì đợt trước không coi mặt thì. Sao nên em chưa nặng lại? Hồi trước nặng cũng đã lắm hả? Dạ. Như là ráng nha. Chờ mấy xí. Thở mình hồi hộp theo. Nặng sống đi cho nghỉ 10 phút cho uống nước. Làm gì sợ. Nặng gì nặng mì rồi. Câu nó bị khô chứ ra mụn cũng đau nhiều lắm, bị thâm. Anh chị ba xí nghe lì. Chịu đau được. Cho chồng nghĩ xí cho nặng thêm cái nữa là xong. Ủa em ra luôn hả? Chị vừa chị định nói cái này nè mày. Chị định nói cái này xí nữa, đợi chị xí thì chị nói đi. Ý là em đi mình hay là đi... Đi với chồng hả chị? Nói chồng vô chứ. Em đi ra em mua đồ nêm hả chị? Chị đang có một cái ni, có một cái kế hoạch ni. Thì xí nữa chị nhờ em đi. Tại vì chị thấy ở trong quê có khả năng nó có nhiều. Yeah.
hơi bình xe với lại hơi bình con lai không được mấy được rồi.